Ok, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của Đức Quốc. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách KYC Business Network. Thì trước cái này mình cũng đang đào, thì các bạn cũng đừng quên kích vào tia sét để đào đi hàng ngày nhé các bạn. Và sau khi mà các bạn kích vào tia sét á, thì nếu mà các bạn được KYC thì B-Network nó sẽ thông báo cho các bạn cái bảng như thế này. Thì các bạn có khoảng 15 phút để chúng ta chấp nhận cái KYC. Còn nếu mà các bạn bỏ qua cái KYC này á, thì các bạn có thông báo mà các bạn không KYC thì nó sẽ chuyển những người sang người khác. Thì các bạn lên KYC. Sau khi mà các bạn mà có cái bảng này rồi á, hiển thị cái bảng này rồi, thì các bạn sẽ quay sang cái phần có một cái app nhé, bên Zoom. Thì các bạn bấm vào phần KYC. Nếu các bạn chưa cài cái phần mềm PWT thì các bạn nên cài nhé. Rồi, thì tiếp đó thì chúng ta sẽ chọn những cái quốc gia cũng như là đồng ý với các cái điều kiện mà B-Network nó đặt ra. Sau các bạn bấm vào Let's Go để chúng ta chuyển hướng sang cái đưa cái hình ảnh. Thì nếu mà các bạn chọn chứng minh nhân dân hoặc là passport thì các bạn nên chụp trước và các bạn quay ngang máy lại các bạn chụp nhé, nên các bạn rõ nét. Và tất cả thì các bạn sẽ cho phép để chúng ta có thể là thực hiện. Đó, các bạn bấm vào ADA photo này, các bạn chọn cái file và cái hình ảnh của chúng ta về bác bo hay là chứng minh nhân dân, ta có thể KYC. Thì mình sử dụng bác bo. Rồi sau khi mà các bạn tải được hình bác bo lên á, thì các bạn hãy điền thêm cái thông tin tên này, họ này và giới tính này như là địa chỉ. Các bạn cứ theo cái trên chứng minh chúng ta và chúng ta điền vào thôi. Đây thì cái giao diện nó là hoàn toàn tiếng Anh nên các bạn nhìn vào để mà chúng ta sẽ biết được. Và các bạn cứ bấm vào thì nó sẽ ra cái để chúng ta tập tiền thôi, rất đơn giản, gì đó phức tạp quá ha. Bạn nên viết không dấu nha các bạn. Mình làm rất chậm để cho các bạn có thể các bạn theo đó. Ở cái chỗ tiểu bang này thì các bạn đầu tiên thì các bạn chưa cần điền đâu. Nếu mà nó bắt buộc thì chúng ta hãy điền vào. Việt Nam chúng ta cũng tiểu bang, thì nếu mà nó bắt chúng ta điền thì chúng ta điền Việt Nam các bạn ha. Sau các bạn điền hết
để các bạn bấm next. Đấy, cái phần tiểu bang này các bạn này, có nghĩa là chúng ta vẫn phải điền các bạn ha, tiểu bang cứ điền Việt Nam vào. Rồi đến cái phần quay gương mặt thì các bạn quay, các bạn không nên đeo khẩu trang hay là cái vấn đề là che mặt. Ở đây thì các bạn sẽ có ba cái để mà nó chọn. Nhất là các bạn cười là lưỡi cái miệng ra, khi mà cái vòng tròn này này nó chuyển sang màu xanh nhé các bạn ha, thì ba lần quay nó khoảng mấy giây thôi đấy, nó chuyển màu xanh như vậy là được một cái ha. Thì đây mình đang làm demo cho các bạn thôi, thì đến cái phần này thì đơn giản thôi, các bạn quay cứ quay mà làm không được thì cứ vào làm lại, có gì nào. Okay. Mình đã thất bại ở những cái lần này là mấy lần, thì các bạn cứ bấm cạt đi rồi bạn bấm vào cái ô màu tím tím các bạn làm lại ha. Cứ miễn sao cái bốn gạch ở bên dưới nó lên ba gạch là được ha. Thì sau cái hết cái phần này thì nó sẽ khi mà nó lên ba gạch rồi á, đấy màu xanh như vậy á, thì các bạn sẽ nó chuyển sang cho các bạn một cái trang là kiểm tra thông tin và chúng ta bấm confirm, nó là xong các bạn ha. Rồi sau hết cái phần này mà các bạn đã đạt được cái ba yêu cầu của họ thì nó sẽ chuyển sang chúng ta một cái là kiểm tra lại các thông tin cho nó đúng, chúng ta bấm thêm cái confirm nữa là xong các bạn ha. Ở đây mình cũng đã làm demo cho các bạn thôi, thì sau khi mà các bạn đã được KYC thì nó như thế này nha các bạn nhé. Rồi ok, thì cái quy trình mà từ cái KYC như là cái nó rất là đơn giản thôi, mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Thì chúc các bạn thành công, KYC thành công. Vâng, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.